Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn đến với buổi trưng bày vườn cảnh Điệp Mộc Hương nhân cái sự kiện ra mắt nhà vườn, giao lưu với các cái đơn vị bạn như là Sơn Tây, Phúc Thọ, Hà Nội, Đan Phượng, Vĩnh Phúc, Ba Vì, câu lạc bộ Sứ Đoài. Với nhiều những cái tác phẩm cũng khá là đẹp ấy. Tôi gửi đến hình ảnh của một cặp đôi cây xanh. Đây là cái lưỡi chơi cặp đôi xứng đang đặt ở trên hè. Đấy. Vâng, đây là cặp xanh của nhà vườn Mạnh Béo, câu lạc bộ Sứ Đoài. Vâng, còn được cây bên này nữa. Cây xanh bám đá của cảnh quán xưa. Nhà vườn Hồng Quân, Sơn Đông. Cây đa. Vâng, một tác phẩm xanh đến từ nhà vườn Nguyễn Duy An, Hữu Bằng. Và cây hoa giấy đẹp quá. Vị trí này là một cây đa, nhà vườn Nguyễn Thủy. Và nhà vườn Tân Phùng, đúng rồi, đến từ Đan Phượng. Với tác phẩm xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và chúng ta đến với một cây sang của nhà vườn Kiều Thanh. Nhà vườn Kiều Thanh thì ở Linh Chiểu, Phúc Thọ. Cây sang đang có hoa đẹp quá. Đây là dòng sang lá nhỏ là sẽ có hoa và có quả ngay này. Rất sớm có hoa có quả. Quả sau này chín đỏ, trông nó như quả bàng, hay phết. Cây xanh đến từ nhà vườn Thủy Bánh Mì ở Sơn Đông, Sơn Tây. Nhà vườn Mộc Quế Anh với tác phẩm Me. Và tác phẩm xanh của đến nhà vườn Anh Công ở câu lạc bộ bonsai xứ Đoài. Và một cây xanh ba thân đến từ nhà vườn Mạnh Đục, thị trấn Phùng, Đan Phượng. Tác phẩm Duỗi. Của nhà vườn Mạnh Cường. Và cái xì già quá các bạn ạ. Xì già kinh khủng rồi này, như mật đá luôn này. Hương của nhà vườn Quang Hiên. Ừ.
Bảo đưa vào trong như thế để cả cái tạp thì cuốn lại. Ở 30 cái rồi. Thôi đừng có nổ ở đây. Cao cao lên anh nhá. Và tác phẩm xanh của nhà vườn Tuấn Vũ. Và chúng ta đến với cái phôi xì. Đến từ nhà vườn Anh Công ở câu lạc bộ Sứ Đoài. Và một cái phôi, một cái cây xanh của anh Mạnh Phùng đến từ thị trấn Phùng Đan Phượng. Cái này là 2-3 triệu rồi. Không phải hôm qua nó giao dịch. Vâng, và với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Tiếp tục đến với cái buổi trưng bày tại vườn cảnh anh Điệp Mộc Hương, xã Xuân Đình, Phúc Thọ, Hà Nội. Trong cái dịp mà anh Điệp Mộc Hương tổ chức lễ ra mắt nhà vườn. Và chúng ta kết thúc bằng một cây si. Mấy tác phẩm này không thấy cây si này không thấy treo thề. Và Đỗ Sinh xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những cuốn video sau. Tiếp tục đến với vườn Điệp Mộc Hương, Phúc Thọ, Hà Nội.